Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào hết tất cả anh chị em thiện sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi cái bài pháp thoại qua trực tuyến, tức là qua Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật 10 tây tháng 7 năm 2022 và chúng ta bắt đầu một cái câu kinh trong pháp cú kinh nói về một cái vị hiền trí. Cái đề của cái câu là vị hiền trí tên là Chulada Mukkala, nhưng mà thật ra Chulada Mukkala là tên của một túc sanh truyện. Túc sanh truyện tức là cái truyện mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó. Đức Phật Thích Ca kể lại những cái gì mà ngài kinh nghiệm, ngài mà trải nghiệm qua trong cái cuộc đời sanh tử, trong sanh tử luân hồi của ngài đó, kể lại cái chuyện quá khứ. Đó thì là cái câu mà kệ ngôn á, sư xin dịch một cách cái bằng tổng quát thôi để cho dễ hiểu. Là Đức Phật dặn rằng hễ người nào mà có vọng tâm tà ý, chữ vọng tâm tà ý đây là cái người ưa suy nghĩ về những cái chuyện tình dục. Chứ tình dục đây không phải là chỉ nghĩ với cái chuyện nam nữ không thôi đâu quý vị, mà nghĩ về chuyện ăn uống này, nghĩ về chuyện ngủ ngáy này, nghĩa là sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng. Đây là năm cái ngũ trần. Sắc tốt là cái đẹp, cái gì đẹp là mình thích lắm. Ví dụ mình đi shopping dòm đồ đạc áo quần đẹp, hoặc là mình nghĩ tới chuyện đi chơi, đi vacation chỗ này chỗ kia đó. Cái đó là gọi là sắc tốt, tiếng hay, âm nhạc vị ngon, mùi thơm, quý vị biết rồi, nơi đụng chạm vừa làm cái gì mà êm ái, mua thứ nào về mà xài cho mặc áo được cho êm, hay là giường mềm mà ngủ được cho êm ái, vân vân. Thì cái người nào mà cái tâm nó ưa suy nghĩ về cái chuyện này hoài đó, nó không để cái thì giờ để mà có đào luyện cái tâm linh của mình đó, thì người ấy sẽ làm cho tham ái càng lúc nó càng tăng. Và người ấy một cách gì đây, âm thầm tự cột trói mình vào trong vòng sinh tử luân hồi. Ý muốn nói rằng là nếu mà cái người nào mà giữ cái tâm đó hoài, cái suy nghĩ tới chuyện đó hoài, thì cứ đi tới đi lui trong sinh tử luân hồi. Mà cái chữ đi tới đi lui trong sinh tử luân hồi đều có nghĩa là mình sẽ đau khổ đấy. Vì cột trói tức là dính mắc, mà dính mắc là đau khổ rồi. Không có cách nào mà thích một cái vật cũng khổ, mà thích một cái con người ta cũng khổ. Vì vậy Đức Phật này nói, kẻ mà người có tu tập đó, thì cố gắng làm sao mà khi những cái tà ý nó khởi sanh lên đó, mình phải duy trì chánh niệm để mình chấm dứt nó. Khi mà mình duy trì chánh niệm, cái cách thì trí tuệ phát sanh tiêu hoặc thì tà ý nó phải chấm dứt. Quán bất tịnh, hoặc giả là dùng phương pháp quán bất tịnh của thiền định, tức là suy nghĩ về cái thể xác này dù có đẹp bao nhiêu nữa rồi cũng có ngày nó hủy hoại. Cái vật, cái nhà, cái cửa, là cái xe mình xài một chút mà cũng cũ kỹ, nó cũng bỏ đi mà thôi. Thì những cái người nào mà tu tập như vậy và quán tưởng cái tâm cơ cứ nghĩ tới cái chuyện đó hoài đó, thì tham ái nó sẽ bớt đoạn diệt, rồi cắt đứt vòng trói buộc của ma vương, thì cái người ấy sẽ tự thoát mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà khi mình đọc cái câu này đó, mình có cảm tưởng giống như bộ khó khăn quá này, khó khăn quá, làm sao mà mình sống ở trong thế gian này mình không có muốn cái này cái kia được đó. Nhưng mà đó, khi mà mình tu tập một thời gian đó, mình sẽ hiểu rằng là đó, khi mà mình muốn bất cứ một cái gì đó, trời ơi, nó mệt mỏi kinh hoàng lắm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị muốn một chuyện thôi, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình muốn cái nhà nó giờ cũ quá rồi, bây giờ mình muốn đổi cái nhà mới. Thì cái muốn này là đối với thế gian là cái chuyện bình thường quá. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ phải kiếm tiền. Muốn sửa cái nhà hay là muốn đổi cái nhà khác phải kiếm tiền. Rồi mua một cái nhà mới rồi đó, thì cái nhà mới, giá nhà mới chắc có lẽ là sẽ cao hơn nhà cũ. Sư lấy một ví dụ thôi, sư cũng biết rõ chuyện thế gian nữa. Nhưng mà người ta nói sư nghe vậy đó. Bây giờ có cái nhà cũ đó, có một khu vực đó. Rồi bây giờ nói cái nhà cũ này đó, cái nó trị giá nó bao nhiêu đó, nó tương đương một cái nhà lớn mới đó, bỏ thêm vài trăm ngàn, 100, 200 ngàn nó mua được cái nhà mới, thì là mình tính bỏ bán cái nhà cũ này đi mua cái nhà mới ở cho sung sướng, cái khu vực được cho tốt được cái kia nữa. Đòi hỏi mình phải có tiền, đòi hỏi mình có thì giờ, mua cái nhà mới phải đóng thuế, làm đủ thứ chuyện ở trong đó. Có cái gì thêm mình thấy cực hết trơn, khổ hết trơn, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng vậy hết trơn, chứ không phải là nói chuyện là cái chuyện mà ăn uống thôi cũng vậy nữa. Lo cái chuyện ăn, phải ăn món này, ăn món kia, ăn món nọ, ăn xong cho bộ khỏe, nổi cái sự suy nghĩ đó không hết thì giờ. Quý vị đi chợ đi búa, quý vị coi nấu nướng, dọn dẹp, làm đủ thứ chuyện, phục vụ cái gì, phục vụ cái lưỡi này không thôi. Thế bây giờ mình trở lại cái câu mà Đức Phật nói, kẻ có vọng tâm tà ý là cái tâm suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện dục, ái dục ở thế gian này, sự dính mắc ở thế gian này đấy. Thì cái sự suy nghĩ như vậy nó làm cho tâm mình nó càng ngày nó càng tăng cái tham ái đó, cái lòng tham của mình nó càng ngày càng tăng,
và mình một cách tự động mình buộc dây, mình buộc lại, mình phải mở mãi trong sanh tử luân hồi, mình trói buộc mình cột mình trong sanh tử luân hồi. Nếu là mình chúng hãy chuẩn bị đi, mình sẽ đau khổ dài dài đó. Còn cái người nào biết tu tập làm cách sao mà diệt trừ những cái tham ái này, khi nó khởi sanh lên mình duy trì chánh niệm để trí tuệ nhắc nhở mình đó, thêm cái gì cũng khổ trong, càng bớt càng tốt, tu là bớt chứ không phải tu để mà thêm. Bây giờ cái câu chuyện là như thế nào? Câu chuyện kể nó là có một vị tỳ khưu đi bát như vậy, ông đi tới cái khu vực đó đi bát, mà người ta trong này người ta dùng cái chữ shelter, sư không có rõ là shelter là cái gì. Một vị tỳ khưu đi bát trong cái khu vực có cái shelter dành riêng cho chư tăng, thì sự đoán là chắc có lẽ đây là những cái mà giống tương tự như bây giờ đó, người ta làm những cái nhà trong đó có bàn ăn, một đồ đàng hoàng tử tế để các sư tới đó, rồi có thực phẩm người ta tập trung ở đó. Thay vì từng nhà các sư đi bát từng nhà thì các vị ở trong chùa, trong tu viện di việc ra đó, tới giờ rồi người ta có đồ ăn sẵn, người ta múc, người ta đi bát cho mình. Rồi bây giờ nếu mình muốn đem về chùa cũng được, cha mình ngồi tại chỗ mình ăn cũng được, giúp cho các sư dễ dàng trong cái vấn đề khất thực. Thay vì đi đôi khi mất thì giờ quá, đi tới đi lui trong thành phố nó mất hết thì giờ mà không có được món ăn, thì bây giờ tới đó thì nó cũng ăn uống chắc có lẽ là không có ngon bằng mình đi ngoài chợ, nhưng mà tới đó thì giờ mình khỏe, tới ra có sẵn có cơm có bánh có gì cái là người ta cho mình ăn, mình ngồi xuống tâm mình ăn. Thì cái vị tỳ khưu này sau khi ăn xong rồi mới khát nước, cái quế gì nghĩa khát nước, rồi bây giờ đi kiếm nước uống thì thấy bên cạnh nhà nó có một cái người đó đứng bên đó, mình đi qua bên đó để mà xin nước uống. Vì vậy ông ta tức là vị tỳ khưu á mới đi qua bên cái nhà bên cạnh để xin nước uống, và khi mà đi qua bên đó thì gặp một cái cô đó khá trẻ khá đẹp nữa. Thì cô đi ra thì sư nói rằng sư khát nước quá, cho sư một ly nước để sư uống. Thì cô này vui vẻ, và cô sau khi mà cho vị tỳ khưu mà cái ly nước xong rồi dâng xong sư rồi đó, thì cô nhìn kỹ vị tỳ khưu và cô có cái tâm dính mắt cái sư này, cô thấy cảm thấy mến sư này. Và cô nói một câu là cô nói rằng trong trường hợp mà nếu mình lần tới mà sư cô ghé cái vùng này nữa mà sư khất thực ở đây đó, mà sư cần nước cần gì sư cứ việc qua, con cúng dường cho sư nước, sư uống cho thoải mái đó. Thì sư này nghe vậy thì vui vẻ lắm, và cứ vậy thì bên này ăn uống xong xuôi rồi thì bây giờ bên này có nước không cần nữa, cũng chạy qua bên kia uống. Thì cái cô này đó cô bắt đầu cô cái mình làm bếp dầu loa đi từ từ, lúc đầu thì chỉ dâng nước thôi, nhưng mà từ từ đó cô nói rằng là đó bên đó đồ ăn quay vậy chứ không có ngon đâu, không có đầy đủ chất bổ dưỡng, sư còn khỏe còn trẻ, sư qua đây đi thì con sẽ cúng dường cho sư đồ ăn, cái gì sư cần ăn cái gì đó cho nó khỏe mạnh thì con cúng dường như vậy. Tức là bắt đầu từ nước tới bây giờ tới phim đồ ăn. Rồi dần dà khi mà vị sư này cứ đi tới luôn với cô hỏi này cùng với cô này hoài đó, thì cái tâm luyến ái của cô này nó càng lúc càng mạnh, và cô nói một cách cho mình gián tiếp cho sư này nghe rằng là đó, cô trong nhà cô bây giờ đầy đủ lắm, không có thiếu món gì trơn, muốn cái gì có cái đó. Cô ở đây với mẹ của cô có hai người thôi, thì là bây giờ chỉ cần là cần một người đàn ông ở trong nhà cho có bóng dáng người đàn ông, cho lỡ đêm hôm có chuyện gì là cái kia đó. Và cô khuyến khích giống như sư này, thay vì nói rằng thôi bây giờ sư bỏ cái đời tu đi, sư về đây sư ở với em được cái kia nó với tôi thì dễ không, nhưng mà nói một cách giáo dục sư này hiểu, sư này hiểu là cô này cô muốn rủ đêm về để ở chung với cô đó. Thì khi mà nói như vậy đó thì sư này đó cảm thấy khó khăn quá, không biết làm sao. Tu thì cũng muốn tu, mà cái cô này cũng nói cũng ngọt ngào, cũng dễ thương, cũng tử tế, cô giúp đỡ mình một thời gian cũng khá lâu rồi. Bây giờ nó gọi là giằng co giữa một bên là cái bổn phận mình phải người tiếp tục tu tập, mà còn bên khác là cái ái nó lôi, nó kéo, nó thúc, làm cho sư thấy trong người không cảm thấy yên ổn nữa. Và bắt đầu sư mới dễ vui trong cái vấn đề tu tập. Tâm có suy nghĩ về cái chuyện này là bỏ y mà đi ra hoàng tục với là sống với cô này. Sẵn đây sư mở vô mặt thì sư kể quý vị nghe một cái câu chuyện mình liên quan ở bên Việt Nam đó quý vị. Quý vị có muốn nghe không hay là để hay tiếp tục câu chuyện này? Ý kiến cho đàng hoàng tử tế. Muốn nghe sư kể chuyện Việt Nam hay là muốn nghe cái câu chuyện trong kinh này? Ai cũng làm thinh hết trơn, không biết làm sao đây. Nghe hết luôn sư ơi. Nghe hết luôn là sao? Nghe hết câu chuyện trong kinh hả? Cả hai luôn sư. Hả? Dạ tiếp tục câu chuyện này đi sư, rồi một lát nữa rồi qua Việt Nam. Thôi nó đi qua nửa chừng địa đó, đôi khi nó quên nè, mà thôi thôi được không sao, thôi bây giờ tiếp tiếp tục câu chuyện của trong kinh, trong pháp của kinh đi ha. Rồi.
Thế ra là quý vị muốn chắc chút xíu sự quên cái muốn nói cái gì là tại vì bây giờ nó đang nhớ mà chút xíu đôi khi nó quên mà thôi không sao, để còn bên. Đó thì bây giờ sư này đó cứ là suy nghĩ về cái chuyện một tu là tu hoặc tu hoặc là ở, hoặc tu hoặc ở. Tu thì cũng muốn tu lắm mà bây giờ cái tình tình ái đối với cô này nó càng ngày nó càng tăng trưởng nữa. Mà sư quên một điều rằng là bây giờ nó muốn nó không còn mạnh như nữa thì thôi đừng có quá. Nó như mà chịu không nổi. Thì tới một lúc ra cái dây tình ái nó càng ngày nó càng buộc chặt làm cho tâm của sư này nó khó khăn quá. Rồi sư bắt đầu dễ vui trong cái vấn đề tu tập và sư người của sư đó ốm ốm yếu quá đi. Rồi cái các sư mới bạn ở xung quanh mới hỏi thăm tại sao mà như vậy. Đó thì mới biết được là cái ông này bây giờ ông đang thương cái cô hàng xóm cái kìa. Làm sao? Thì mấy sư cũng biết phải giải quyết như thế nào mới dẫn tới Phật để nhờ Đức Phật giải quyết. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó, này con ơi, con hãy nghe Như Lai nói, cái người đàn bà mà con muốn là bỏ cái đời tu hành đi để mà đi sống với cô ta đó, con có biết không, rất là nhiều kiếp con bị bà này giết rồi đấy. Trong cái quá khứ là con đã bị người ta chặt đầu rất nhiều lần là vì cái cô này này, vì cái tâm luyến ái của cô này đối với sư đó. Sự cẩn thận đó. Không nghĩa là ý Đức Phật muốn nói rằng là cái câu chuyện này á, nó cũng nó sẽ một cách thức rất là đau khổ thôi, bởi vì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nếu mà con không nghe lời Như Lai và con tiếp tục thì con sẽ thấy cái hậu quả của câu chuyện. Thì Đức Phật bây giờ mới kể cho sư này nghe cái chuyện tiền thân gọi là Chu La Đa Múc Cà Lá, là cái đề tài của cái bài pháp này đó. Thì Đức Phật mới đem lại cái chuyện quá khứ Đức Phật kể cho nghe. Tại vì Ngài là chứng nhân của cái câu chuyện của cái mối tình của cái ông này mà. Mà cái câu chuyện mà gì đây về cái chuyện tiền thân mà liên quan tới cái ông này và Đức Phật có ghi nhận được đó, nó khá dài, được quý vị có chịu khó nghe không này? Nghe không hay là nói tóm tắt thôi? Dạ nghe luôn đi sư. Cái gì cũng phải nghe hết trơn rồi, trời đất ơi. Nó có đầu có đuôi cho dễ hiểu. Đó. Thêm mắm thêm muối, người này một câu, người kia một câu. Rồi, thế là bây giờ đây, Đức Phật mới cho mình nghe một cái câu chuyện về lịch sử của ông này. Thì Đức Phật mới nói rằng, đó chuyện kể rằng cái một người mà Đức Phật thuyết kể lại cái câu chuyện nói rằng là có cái qua rồi. Quý vị chờ sư chút, tại vì sư này cũng gửi cho sư 2-3 bài luôn. Có cái chuyện tiền thân này nó có một cái đề tài là cái người tiểu xạ thủ là cái người bắn tên rất là giỏi, mà nhỏ thôi, mà trẻ thôi, tiểu xạ thủ, câu chuyện nói như vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng hồi xưa đó, con là một nhà hiền triết. Hiền triết đây không phải là cái người mà lý thuyết mà mình nói về triết là triết học đâu quý vị, mà con là một thanh niên mà sinh trong một cái gia đạo, một cái người mà rất là nhà giàu có mà gia giáo nữa. Thì khi mà con lớn lên đó, cha mẹ mới gửi con đi tới học một cái trường đại học rất là nổi tiếng thời kỳ đó, trường đại học của gọi tên là ở thành phố gọi là gì đây tên rất là quen Takashila, Takashila, mà sư nhớ cái sư đi kiếm cái tên này là tại vì cái trường đại học mà bây giờ bên Yangon nữa kìa, người ta mở ra và sinh viên Việt Nam mà chữ tăng Việt Nam đi học rất nhiều, và cũng có cùng cái tên này, một cái thành phố rất là nổi tiếng, đỡ một cái đại học rất là nổi tiếng, cũng giống như mình nói đại học về Yale hay là Harvard của Mỹ là vậy đó. Thì mới gửi con trai của mình tới đó học. Thì khi mà gửi cái cầu này tới đó học đó, thì cái cầu này giỏi thiệt, học rất giỏi, và trong tất cả những cái môn học đó nó có đầy đủ hết, mình học văn cũng có, mình học võ cũng có. Thì anh này mới chọn cái ngành là cái một ngành về bắn tên. Thì anh đứng nhất ở trong cái nhóm học đó, anh ra trường anh rất là giỏi, đặt cho anh ta cái tên là tiểu xạ thủ, tức tiểu người mà bắn tên mà rất là giỏi đó. Vì đây lúc vị ấy khi mà khi và chàng được người ta đặt một cái tên là tiểu xạ thủ, rất rất là rất bắn rất là giỏi mà rất là thông minh,
Thì vì đây cái ông mà giáo sư mà dạy cái môn này đó, ông mới suy nghĩ rằng cái thằng này nó giỏi quá, bây giờ nó mình mới dạy nó có mấy năm mà bây giờ nó cái kỹ năng của nó bằng mình đó. Thì thôi thằng này trong tương lai thì chắc có lẽ là rất là khá đây, thôi bây giờ đó mình muốn hỏi nó coi nó có ưa thì mình gả cái đứa con gái của mình cho nó này. Thì ông này ông mê hỏi chú đó, nói bây giờ đó qua có đứa con gái đẹp lắm đó, bây giờ con có muốn không? Mà ông này là một cái thầy giáo mà rất nổi tiếng ở trong cái đại học Takasila đó, thì hỏi coi thử nó có thích nó, nếu mà nó thích đứa con gái thì ông sẵn sàng ông gả. Thì cái cô này đẹp thiệt và duyên dáng thiệt. Thì anh chàng này thích liền, nói dạ được, nếu mà thầy cho con thì con xin làm vợ chồng với cô này, nhưng mà con có một điều là con muốn đi về lại cái thành Ba La Nại là cái chỗ một quê hương của con, chứ con không muốn ở này. Tại vì Takasila là cái thành phố đại học thôi, anh này không muốn, anh này muốn đi trở về cái thành Ba La Nại là cái chỗ mà anh đã lớn lên, gia đình anh ở đó. Cũng như ví dụ như mình đi học, mình ở Cali mà mình lên trên ở đâu đó mình học trường đại học Harvard hay là Yale, được mình sau khi mà tốt nghiệp xong thì mình đi kiếm công việc về trở lại Cali rồi, nói vậy thì dễ hiểu đấy. Hoặc giả là cái thành phố nào mà mình thích phố đa gì đó. Thì anh này đi về đó, khi mà đi mà gì đấy, từ giả ông thầy đi về đó, thì anh mang theo trong túi anh 50 cái tên để mà lỡ mà giữa đường mà có câu chuyện gì thì anh sử dụng tên đó bắn. Bởi anh rất là giỏi mà, anh là tiểu xạ thủ mà. Thì anh đi ngang một cái khu rừng đó, người ta báo cho anh biết rằng là không có nên đi ngang qua. Thì anh hỏi tại sao, nó có một con quái nó dữ vô cùng trời đất, đi qua là nó sẽ cắn, nó chà đạp chết rồi. Thì anh nói rằng là tả cho anh nghe thì cái con quái nó như thế nào. Thì người ta tả thì anh nói ôi anh nhầm gì trơn á, tôi sẽ biết cách để xử lý nó. Thì khi mà anh đi qua đó thì anh thấy có một con quái, một cái thức quái rất là lớn, nó xông tới và nó tính chà đạp hai người đó. Thì anh chỉ cần rút cái tên của anh ra thôi, anh cần rút một trong 40-50 cái tên ra và anh nắm qua thành bắn trúng ngay đầu, ngay giữa trán, bắn một phát một con quay rồi chết rồi. Thì khi mà anh giết được con quay rồi đó, thì anh giúp cho cái vùng đó trở nên bình an, thì người ta thương anh lắm, thật cảm mến anh ngay lắm. Vì trong cái khu rừng là không ai dám vô, trong con quay dữ quá mà đó, thì người ta muốn lưu anh ở lại đó, nhưng mà anh không chịu, anh nói anh vẫn đi về cái thành phố cái nơi sinh đẻ của anh là thành phố Ba La Nại, và anh dắt vợ anh tiếp tục đi nữa. Thì lúc bây giờ đó anh mới đi qua một cánh rừng khác, thì ở đó đó người ta cũng có tính cách là chặn anh, người ta nói với anh là khuyên chú đừng có nên đi qua đây, tại vì chú với là cô là hai cái người trẻ mà qua đây đó, cái bọn cướp này nó vây lại, nó đánh là thua chịu không nổi đâu. Thì anh này rất là ỷ vào tài năng của mình, nghĩ rằng là mình có tới 50 cái tên đó, mà bây giờ mất một cái tên bắn con quay rồi, bây giờ còn 49 cái tên này thì mình sẽ xử lý 49 cái tên này, sẽ có 49 thằng ăn cướp chết, còn cái cuối cùng tới đó mình sẽ tính nữa. Bị anh này ngoài cái tài mà bắn tên mà còn dùng cái tài sử dụng cương dao nữa, cái nghề mà võ thuật anh này giỏi lắm. Vì vậy mà anh không có sợ, anh can đảm, anh rất là confident, anh tự biết vậy thì anh không ngán. Rồi anh đi qua cái khu rừng đó thì có thật 50 thằng ăn cướp mới nhảy ra. Và khi mà nó vây anh á, thì anh từng cứ phát lên một cái anh hạ từ từ. Và anh hạ được 49 thằng cướp rồi, bây giờ chỉ còn thằng cuối cùng nữa. Thì khi mà cái thằng cuối cùng đó là cái thằng đảng trưởng, nó thấy anh này rất là lợi hại. Thành ra, nhưng mà nó biết, nó dòm trong cái túi tên, nó biết là anh này hết tên rồi. Thì nó mới là hai người mới sát vô đánh nhau. Khi mà sát vô đánh nhau như vậy á, thì anh này mới đè xuống được, dùng sức mạnh đè cái tên tướng cướp xuống được. Thì trong khi mà anh đang đánh với cái thằng cướp đó thì vợ anh đứng bên cạnh, đứng đầu gần gần đó, anh mới kêu, anh mới nói rằng là anh mới đè được cái thằng ăn cướp này rồi đó, thì bây giờ đó em rút cái con dao vào trong cái chắc là có đồ đạc anh đem sao, trong đó có một, anh để sẵn một con dao đó, rút đưa con dao đó cho anh để anh thanh toán thằng này. Thì bà này nghe chồng mình dặn như vậy thì chạy tới lục cái túi, thấy con dao dài đem ra đưa cho chồng mình. Thì khi mà tới gần thấy cái thằng ăn cướp nó nằm ở dưới ông chồng mình, cái đầu nó ngước lên thì đi nó bị đè phía trên, mà chỉ nhìn cái thằng ăn cướp một lần, tự nhiên cái tâm nó bắt đầu có cái sự yêu thương thằng ăn cướp này. Thì thay vì đưa cái dao cho đưa cái kiếm cái gươm gì cho ông chồng mình, để đưa cái gươm cho cái thằng cướp, đưa cái cán cho nó cầm, và khi mà nó cầm được cái cướp rồi thì nó thọc cổ, cắt cổ người chết. Cái thật nó đó.
nó là tiền thân của vợ mày bây giờ đó, mày thương nhỏ này bây giờ là nó, hồi xưa là nó đó, đó. Nó là vợ mày hồi trước đấy. Vì vì khi mà nó luyến ái như vậy với cái thằng tướng cướp rồi đó, thì nó lấy cái gươm thay vì đưa cho chồng thì giao cho thằng tướng cướp chặt cổ. Bây giờ cái ông này trở thành vị tỳ khưu đó quý vị. Nhưng mà câu chuyện nó không còn đứng đó mà nó còn tiếp tục nữa. Thì sau khi mà cô này đưa cái gươm cho cái thằng ăn cướp, nó giết chồng mình xong xuôi rồi đó, thì dưới đây cái thằng ăn cướp nó mới hỏi cái lý do tại sao mà cô làm như vậy, tại sao mà cô không đưa gươm cho chồng cô mà cô đưa gươm cho nó để nó giết chồng cô. Thì cô chỉ thành thật cô nói rằng khi mà tôi thấy anh thì tôi rất là thương anh, tôi rất là cảm mến anh, và cái tình yêu của tôi đối với ông chồng không có, tôi chỉ là lấy ông đó là tại vì là ông này là học trò của thầy tôi. Ba tôi là một vị giáo sư rất là nổi tiếng từ đại học Takashila đó. Thì anh này là một người học trò rất là nổi tiếng của vị ông thầy đó. Vì vậy là ông muốn tôi là lấy anh đó. Bởi vì ông suy nghĩ rằng là vì đây tôi mà lấy anh đó chắc chắn là cái cuộc đời của tôi sẽ yên ổn, sẽ tốt là tại vì anh ấy giỏi, anh đủ thứ nghề anh giỏi trơn. Vì vậy ba tôi cũng có ý ép của tôi là lấy cái người ăn cướp đó, à, lấy cái người mà học giỏi đó, tức là ông chồng của tôi đó. Thành ra khi mà tôi nhìn ông cái tự nhiên tôi nhìn anh cái tự nhiên tôi tái thế cho xương anh đó. Thì bây giờ đó, bây giờ ông chồng chết rồi đó, thì bây giờ thôi bây giờ đó mình cố gắng mình sống với nhau đi. Bà này bà nói bà thương ông mà với nhau. Thì ông này hỏi vậy cho khi mà bỏ mà hai người mà đi như vậy là có đem theo tiền bạc nữ trang không gì không? Đây. Thì cô này cô nói là phải, duy nhiên là phải có. Thì khi mà nó nghe biết cô này có nữ trang thì nó muốn cướp của cô này. Cái thằng đó là ăn cướp mà nó muốn cướp cái nữ trang của cô này. Thì mình dẫn cô này đi một đoạn. Thì đi ngang đó một cái con sông khá lớn, con sông con rạch khá lớn. Thì nó nói với cô này rằng là bây giờ khi mà mình một người mà lội qua cái sông này mà bưng đồ bưng đạp nữa là cái tay chân nó sẽ vướng bận. Do đó là bây giờ đó tôi phải lội qua trước. Nếu như mà cô có đồ có đạp cô đưa cho tôi lội qua trước là tại vì trong 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 cái con kinh này, con sông này nó có một con cá sấu lớn lắm. Nếu như mà hai người đi qua, một người phải dắt một người khác nữa, tay chân cầm đồ đạc nữa là nó cũng có xấu, nó đớp. Thì thôi bây giờ đó đưa hết đồ đạc cho tôi cầm cho cô đứng đây, tôi cầm hết đồ đạc tôi lội qua bên đó trước, nếu nó gặp nó thì tôi chiến đấu với nó thôi mà tôi không có vướng bận cô, thì có thể là hai người mình cùng sống sót. Thì khi mà thằng cướp nói xong rồi thì cô lấy hết tiền bạc gì đây, vàng vàng châu báu gì mà đem hai người đem qua theo quái lại, đưa thằng này cái quái để anh cầm cái quái này đi, anh lội qua bên kia sông, anh qua bên đó anh qua an toàn rồi anh tắt cái quái này đâu cho đàng hoàng tử tế, rồi anh về đó anh rước em. Thì cô này cô nói như vậy thì thằng ăn cướp nó đồng ý. Thì sau khi mà nó lấy hết tất cả vàng bạc của cô xong rồi, nó lội qua bên kia sông đó, nó mới là gì đây đứng bên bờ kia sông đó, thì nó cũng hóa qua trở lại. Tôi nói thật ra trong cái con suối này nó không có con cá sấu nào trơn, nó chỉ là một con suối mà nó chảy rất là mạnh thôi. Thành ra tôi mới lập mưu để tôi đi một mình qua với là cái tài sản mà cô có. Tôi muốn cướp cái tài sản của cô, tôi đi một mình. Cái cô này cô hỏi, như vậy là anh không có thương tôi hay sao? Tôi thương anh rất là dữ mà tại sao anh không có thương tôi? Thì thằng này nó trả lời, nó nói rằng là cô đẹp lắm. Cô là người có duyên có dáng, cô là cái người mà nghĩa là gặp là phải yêu thương được. Nhưng mà cái tâm của tôi nó nhắc nhở tôi rằng cái cô này cô có thể dễ dàng giết được ông chồng của mình như vậy, thì tới phiên mình, nếu mà mình lấy cô này làm vợ thì mà cô kiếm được một cái tình nhân mà đẹp hơn mình mà giàu có, mình sẽ cô cũng sẽ giết mình mà thôi. Vì lý do như vậy mà tôi không dám người là tiếp tục cái con đường ân ái với cô, không có tiếp tục cái con đường mà xa xôi vợ chồng với cô được. Tôi nhất định là tôi để cô ở lại một mình, tôi đi đây thôi, bây giờ đó đường ai nấy đi nha. Cô, nếu cô muốn thì cô cứ việc lội xuống đó đi, mà cái dòng sông này rất là nguy hiểm đấy. Thì cô thấy tôi lội qua cũng mất rất là nhiều thời giờ rồi, cô làm không nổi đâu. Thì thôi thì bây giờ đó cô hiểu ý tôi rồi thì thôi đường ai nấy đi, cô mới chia tay. Trong khi cái câu chuyện nó đang xảy ra như vậy, Đức Bồ Tát của mình, bởi vì có dính líu tới Bồ Tát phải không? Bồ Tát Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện này, bây đây là một chút sinh truyện mà, chuyện tình thân mà. Bồ Tát lúc bây giờ là một vị trời đế thích, ngài thấy cái câu chuyện xảy ra
đau khổ như vậy đó, ngài mới suy nghĩ trong tâm đó. Bây giờ cái cô này đó, cô bị cái thằng ăn cướp nó bỏ nè, tình nhân nó bỏ, bị ông lấy một ông chồng bị giết chết, muốn sống với thằng cướp nó bỏ cô đi. Như vậy cái người đàn bà này vì cái tính lăng loàn dâm dục do đó mà bị những cái kết quả như vậy, thì bây giờ có cách nào mà mình để mà dạy cho cô này một bài học được không? Thì Đức Trời Đế Thích đó, lúc đó là Bồ Tát là Đức Trời Đế Thích đó, mới là kêu hai vị thần khác nữa ở trên cung trời đó, mới nói rằng đó, một vị là làm con cá cho tôi, còn một vị khác là làm con chim. Và gì đây, Đức Trời Đế Thích đó, lúc bây giờ mới làm cái con gì đây, chó rừng. Ba người đó, thì Đức Bồ Tát đó, lúc bây giờ là Trời Đế Thích đó, bị dặn hai cái người là làm cái gì đó đó chặn trước rồi. Thì bây giờ đó, cái con chó rừng tức là Đức Đế Thích đó, tức là Bồ Tát đó, mới là ngấm trong miệng một cục thịt, mới đi ngang qua cái khu cái cô này đang ngồi. Cô này bây giờ ngồi buồn lắm, mất cả tài sản, chồng chết rồi mà tình nhân cũng bỏ mình nữa. Thì đang ngồi như vậy thì cái con chó là đi ngang qua, thì cô thấy con chó nó đi trước mặt cô, đi ngang qua mà miệng nó ngậm cục thịt. Khi mà con chó nó đi ngang qua ngay trước mặt cô á, thì nó nghe có một cái con cá ở dưới nó nhảy lên. Thật ra con cá này bị thằng thôi, cũng là bạn bè của ngài, của Trời Đế Thích, của học trò thì gì của ngài. Thì con cá ở dưới nước nó bung lên, thì con chó cho rừng nó thấy con cá, nó nhả miếng thịt, nó nhả miếng thịt để nó nhảy tới nó chụp con cá. Thì khi mà nó nhảy tới nó chụp con cá, thì con cá nó nhanh quá, nó phóng ra xa, con chó nó rượt theo không kịp. Nhưng mà miếng thịt nó đã nhả rồi, do đó là khi mà nó phóng theo con cá đi đi xa quá mà lặn xuống sâu quá, con chó rừng nó chịu nổi, nó quay trở lại để mà nó ăn cái nó lấy lại cái miếng thịt rồi bình vừa nó mới nhả ra mà. Nhưng mà rất là nhanh, con chim trên trời nó bay xuống, mà con chim này cũng bị thiên thần khác nữa, bị chư thiên khác nữa, nó bay xuống và nó đớp cái miếng thịt. Thì con chó nó mất, cái con cá nó cũng mất, mà miếng thịt nó cũng mất. Thì con chó ngồi đó nó khóc hu hu. Thì cái bà này đó, bà chứng kiến cái câu chuyện ngay từ đoạn cuối, cái bà mới nói đồ cái thứ ngu si mắc mới gì mà khóc, mày gì đây tham lam rồi mày bỏ thịt mày lấy cá, rồi cuối cùng thịt cũng mất, cá cũng mất. Cái con chó rừng nó trở lại nó nói rằng đó, tôi mất là mất con cái miếng thịt, mà tôi chỉ mất là mất cái miếng thịt thôi, mà miếng thịt thì tôi kiếm lại dễ mà. Nhưng mà bà đó, bà mất hai thứ mà cô bà kiếm cũng lại rất là khó. Ông chồng bà thì bây giờ chết rồi, còn cái người tình nhân của bà đó bỏ bà đi rồi. Cái thân bà đó, cái lỗi của bà đó, bà không có chịu mà kêu bằng là thấy, mà chỉ dòm cái lỗi của người khác mà thôi. Phải không? Lỗi của người khác thấy đúng, thấy rõ lắm, còn lỗi mình không bao giờ mình thấy đâu. Mà cái đây là cái bản chất tự nhiên của thế gian. Thì Đức Trời Đế Thích lúc bây giờ mình nói cho bà biết là ngài là Trời Đế Thích, ngài khuyên bà phải tu tập để mình đừng có cái tâm mà luyến ái mà nặng nề như vậy. Vì giữ cái tâm luyến ái nặng nề mình sẽ làm khổ mình làm khổ với người khác, vân 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 vân. Rồi Đức Trời Đế Thích biết mất. Đấy, cái câu chuyện là như vậy. Thì cái ý nghĩa của cái câu chuyện này là khi mà Đức Phật kể xong câu chuyện, Phật nói đó, hồi xưa đó, cái bà mà cái người đàn người vợ mà có cái tâm mà ưa lan trả với người này người kia đó, là cái bà là người đàn bà này đang rủ rê sư đó, đang trở lại cái câu chuyện ở tại chùa Kỳ Viên, đang rủ rê sư đó trở về và ăn ở với bà đó. Thì đó nó đó, vì nó mà gì đây mà con bị chặt đầu, tức là tiểu xà thủ mà tiểu anh hùng đó, bị chặt đầu là bị bà này đó. Thì bây giờ nếu mà con mà lấy nữa thì trong cái cuộc đời của con với bà này đó, nó sẽ gặp những cái chuyện khó khăn nữa, thì con cũng có thể chết lần nữa vì trên tay vì cái tâm luyến ái này nữa. Nói xong cái ông Thị Khu đó, ông tỉnh ra, hết tâm luyến ái, đắc đạo quả tu là hồn luôn. Câu chuyện là như vậy đó, mà mình thấy không là gì đây cũng rất là may, phải không? Ông mới gặp được Phật. Phật biết cái nguồn gốc của ông từ đâu tới và ông làm cái gì. Đấy là cái khả năng của Đức Phật mà cần thuyết pháp cái gì để mà độ cái ông này trong khỏi bỏ cái đời tu hành của ông, thì Đức Phật nói ra. Và đây là cái khả năng của một vị Phật toàn giác lần đó, hiểu căn cơ của người khác, cần phải nói cái gì để giúp đỡ người đó tu tập để mà tự mình giải thoát lấy mình đó.
thì đây là cái khả năng của một quý vị mà kêu bằng ngài chánh đẳng chánh giác. Sao quý vị nghe hiểu không? Có cần gì hỏi quý vị? À quên, nãy quên có một câu chuyện nữa. Quý vị muốn nghe không? Em tin hả? Em tin là không muốn nghe ha? Muốn ạ. Cái chuyện này á, mà thật ra không phải là sư là người nhân chứng ở trong chuyện này, cứ quý vị. À, sư chỉ là nghe người ta kể lại mà thôi. Đó. Thành ra sư, tại vì sẵn nó có vấn đề là một vị tỳ khưu bị cái tâm mà yêu thương dâm dục đó, nó lôi kéo mình ra cái đời tu. Thì có một cái câu chuyện ở tại Việt Nam, nó có một cái vị trưởng lão rất là nổi tiếng, thuyết pháp rất là hay. Nếu mà quý vị nào mà đọc kinh, đọc sách này, phát xuất hành xuất bản Việt Nam đó, nghe là vị cái tỳ khưu Maha Thông Kham là ngài này giỏi lắm. Ngài là thuộc về dòng vua chúa đâu bên Lào đó, ngài đi tu, ngài đi xuất gia, ngài chủ bên làm, nhưng mà ngài biết tiếng Việt Nam. Không hiểu là ngài có phải là có cha có mẹ được gì Việt Nam không, nhưng mà ngài nói tiếng Việt Nam giỏi lắm. Vì vậy khi mà Phật giáo Nguyên Thủy vào những cái năm đầu tiên mà về tới Việt Nam đó, thì ngài Hộ Tông đó, với là các chư tăng Việt Nam cũng có ý mời ngài đi về Việt Nam để mà tiếp tay để mà truyền bá Phật pháp. Phật pháp rất là giỏi. Sư nhớ hồi sư nói nhỏ chừng 4 năm mà chừng 5-10 tuổi rồi vậy rồi ở tại Huế đó, chưa có Phật giáo Nguyên Thủy. Thì một phái đoàn từ một Trọng Nam ra là ngài Thông Kham này là không phải là trưởng đoàn, nhưng mà ngài là trưởng về vấn đề giáo lý. Đi tới đâu là thuyết pháp, rồi là ngài phụ trách vấn đề đó và ngài giảng rất là hay. Thật ra là ngài là cái người mà pháp học ghê lắm. Quý vị đọc những cái cuốn sách mà ngài viết, quý vị đọc lát quý vị mờ mắt à. Bởi vì ngài đọc, ngài nói, ngài kể, quý vị nghe thì quý vị thấy gì đây, cái knowledge, cái kiến thức về Phật pháp nó rất là lớn. Đấy. Thì bây giờ nói rằng là mà sư mà ngài về Việt Nam được một thời gian cũng rất là nổi tiếng đó. Nhưng mà không biết ngài có chùa chuyện gì không, sư được rõ. Tại vì sao? Là tại vì ngài gì đây, khi mà tới một cái lúc mà ngài bắt đầu nổi tiếng rồi thì là có rất là nhiều bà muốn tới, và người ta tới gần gũi lân la ngài, người ta nói chuyện, người ta tìm cách. Thì cũng giống như cái câu chuyện của cái cô hồi nãy vậy đó. Thì lúc đầu ông còn kêu rằng là cái tâm tu hành nó còn, nhưng mà từ từ bị cuốn hút. Trong số những một cái bà, có một bà đó, bà rất là hiền từ, bà rất là dễ thương, bà rất là giàu có nữa đó. Thì bà tới, bà nói cái gì đó không biết, làm như thế nào đó. Nhưng mà cuối cùng sư này bỏ y hoàn tục ra và đi sống với bà đó. Thì là khi mà sư mà còn sống đó, thì sư nghe cái câu chuyện này là gia đình của sư kể, là bởi vì ba má sư là những cái người mà tu tham Phật giáo thì ngay từ lúc đầu đó hiểu rất nhiều, các vị sư này biết rất nhiều. Thì sư có nói một câu là sư nói rằng là nếu như mà tôi vì một lý do nào đó mà tôi bỏ cái y này, tôi sẽ bị chết thảm này. Tôi sẽ bị chết thảm mà tôi bỏ cái y. Tức là nếu mà tôi bỏ cái y này, tôi vì cái tâm mà luyến ái của tôi mà đi theo người nào, mà tôi bỏ cái đời sống thứ khác tu hành, thì tôi sẽ bị chết thảm. Và thật, ông bị chết thảm thật. Khi mà ông ra đời rồi đó, ông ở với bà này đó, thì ông ở gần nhà sư, ở tại cái khu vực Chợ Lớn. Và ông, người ta là vì ông là cái người có quen biết với là hoàng thân rồi gì bên Lào đó, quốc vương ở bên Lào đó. Vì vậy ông xin đi ngoại quốc rất là dễ, người ta cho đi là qua pháp của đồ là dễ lắm. Nhưng mà sư muốn đi, lúc đó là ông đã hoàn tục rồi, nhưng mà ông muốn đi là tại vì ông muốn ở lại để ông giữ gìn kinh sách đồ gì của ông. Ông có một kho kinh sách nhiều lắm, nhà cửa của ông ấy. Thì ngay cái khi mà ông đã hoàn tục, ông ra rồi đó, sư nghe đó, ba của sư cũng lâu lâu cũng xuống gặp ông ấy, kêu bằng thầy Năm. Cái sư kêu ông là bằng thầy Năm ấy, là tới để mà có cái gì mà liên quan không hiểu về Phật pháp là giải thích. Ông vui vẻ, ông nói chuyện. Vì ông biết ba sư cũng là người Phật tử. Đó thì là người ta kêu ông là thầy Năm Lèo. Thì cái nhân duyên á, khi mà sư đi về dưới Thích Ca Thành Viện ở bên Cali sư ở, thì sư gặp một cái bác đó. Bác cũng là những cái người mà gọi là tu theo Phật giáo Nguyên Thủy vào những cái đầu mà rất là xa xôi. Nghĩa là bác là cái người đầu tiên đó, thuộc cái thành phần mà cửu trào Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy. Thì bà mới là
đem cái câu chuyện của ngài Thông Kham ra ngài bà kể cho tụi này nghe. Thì bà nói rằng là chính cái người bạn của bà là hai người mới tới gặp sư Thông Kham. Nên tụi tôi là hai người tôi tới gặp sư Thông Kham, tôi hỏi sư thử là tại vì sao mà bây giờ làm như là sư muốn dễ vui trong cái vấn đề tu tập, và sư muốn làm như là sư có muốn hoàn tục. Người ta nói là sư là có cái tình ý với bà đó, có đúng như vậy không? Tại vì mấy người này họ nghi rồi mà, họ thấy bà lại đi tới đi lui, và sư cũng có ý cái lòng mà gì đây mà tiếp xúc với bà rất là nhiều lần rồi vậy đó. Thì lúc đầu nói đó ông còn bào chữa, nhưng mà khi mà mấy bà này có đủ bằng chứng, bác đó nó nói rằng là tụi tôi bắt đầu đi thu thập bằng chứng và biết rằng sư này đó không chấm thì chầy thì cũng đi theo cái bà đó thôi. Thì bà đó rất là dễ thương, rất là tử tế, mà cũng có tiền có bạc nữa. Thì khi mà tớ hỏi sư, cuối cùng hỏi sư rằng là sư làm như là sư có cái tâm là bây giờ muốn bỏ nếu mà ra đời phải không, muốn hoàn tục phải không, thì sư trả lời bà ơi, bây giờ tôi hỏi bà này, bây giờ bà có một cái hộp xoàn rất là quý, bà cố gắng bà giữ gìn bao nhiêu năm này rồi, bây giờ bà đánh mất rồi, mất cái hộp xoàn đó rồi, thì khi mà đã mất rồi thì thôi làm sao mà quý được nữa, mất rồi, cái mình yêu thương trân quý mình cố giữ gìn bao nhiêu năm này rồi, mà vì một chút sơ đỉnh mình làm mất cái sự quý giá đó rồi đó, thì mình phải ra đi thôi chứ không còn cách nào khác hơn. Ông nói câu gì? Và cái kết thúc là khi mà người ta tôi có ông ở trong cái vùng đó ở Chợ Lớn đó, họ nghi ông là có tiền rất là nhiều, do đó ông muốn ở lại Việt Nam, ông không muốn đi để giữ gìn tiền bạc tài sản đó, đó. Và bà này cũng là nổi tiếng là giàu có nữa, thì khi mà gì đây một lần đó ông bà đi chợ thì phải, ông ở nhà mình thì nó vô cái nó mới là tìm cách nó lục lạo, nó coi thử là tiền bạc ông này thu giấu ở đâu đó. Thì khi mà nó vô á, thì ông này thấy ông này lúc sau cái cánh cửa sợ đó, nó vô nó giết thì cho nó muốn lấy gì lấy đó. Thì khi mà nó vô thì nó lục lạo á, thì nó không thấy gì nữa, mà nó thấy là nó nghi ông đứng sau cánh cửa, thì nó lấy búa nó đập ông chết luôn. Nó xô ông xuống cái chỗ cái phòng tắm đó, ở trong cái phòng tắm nó con cái bathtub, xô ông xuống đó nghe nó lấy búa đập ông chết ở đó. Thì khi mà ông mà vừa đập ông mà té nằm chết là chết thảm rồi quý vị. Khi mà đập ông nằm xuống đó, té trong cái bathtub rồi mà chết trong đó cái bê nho đó, thì là bà đi chợ về. Thì bà thấy cửa mở, bà đi vô bà kêu ông ơi sao mà ông không chịu khóa cửa để cửa mở này. Thì bà đi vô nó thấy cái búa sẵn, nó sợ bà đi tố cáo, hai bên trong chết bị búa đập đầu rồi, bị chết rất là thảm thiết. Thì cái câu chuyện này nó gì đây, nó ám ảnh sư từ khi mà sư nghe bà, lúc đó là sư mới xuất gia thôi. Mà thật ra không biết lúc đó đúng là mới xuất gia thôi, ở tại Ca Trần Viện. Thì cái bác đó bác ở dưới San Diego, bác lên và bác sẵn bác kể cho mình nghe cái câu chuyện. Thì mình thấy rằng là cái đời sống xuất gia đôi khi nó không biết làm sao mà nói ha. Thì sư lâu có một lần là sư đem một cái câu chuyện đó sư kể với ông thiền sư của sư ở bên Miến Điện. Sư nói sư đó tu hành tốt quá, học hành rất là giỏi, mà vậy đây được Phật tử rất là thương yêu như vậy đó, rất pháp giảng đạo được cũng rất là hay như vậy, rồi một cuối cùng bỏ ra đời rồi chết một cách rất là thảm thiết. Thật ra ông thiền sư Tây Giang ông mới nói rằng là vì vậy ai hỏi tôi rằng đó có sẽ tu suốt đời không, hỏi tôi đó, hỏi tôi hỏi ông đó, em phải hỏi sư, hỏi tôi rằng đó sư có nghĩ rằng sư sẽ mặc cái y này suốt đời không, tu suốt đời không, thì tôi trả lời tôi không dám nói, bởi vì tôi không biết cái tâm tôi như thế nào. Hôm nay thì nó có đức tin Phật pháp, nó còn yêu thương cái cuộc sống xuất gia, nhưng mà ngày mai đôi khi nó thay đổi thì mình đâu có biết được. Cái có một điều chắc chắn mà tôi biết rằng thì bây giờ tôi cứ mỗi ngày tôi ráng tu đi, nếu tôi được tu được ngày hôm nay thì bây giờ ngày mai có thể là tôi còn tu này, rồi ngày mai tôi tiếp tục tu nữa thì ngày mai tôi sẽ còn tu ngày kế tiếp nữa. Tức là bây giờ tôi sống trong hiện tại thôi. Thế trong hiện tại này tôi cố gắng nung đúc cái đức tin của tôi, cái sự tu tập của tôi để mà làm sao mà
tôi tu ngày hôm nay và ngày mai tôi còn tu được nữa, thì tôi hay bảo ngày mốt tôi sẽ còn tu được nữa. Còn nó hỏi tôi vào 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm nữa thì tôi trả lời cũng được. Đã đủ rồi nghe quý vị, mắc nợ trả nợ quý vị rồi đó. Ra có hỏi gì không? Sao làm tin hết trơn vậy? Con muốn chia sẻ một chuyện là hồi tuần trước sư sư có nói cái chuyện mà đảnh lễ Phật Bà Quan Âm đó sư. Thì con nhớ lại là hồi đó mà ở Mây Từ đó đã, mỗi lần mà có ai sư chưa nghe kịp cô sư nói sao, nói lại, nói lặp lại cái chuyện sư nói. Không có, hồi kỳ trước đó sư có nói cái chuyện mà đảnh lễ một cái vị Phật Bà Quan Âm á, rồi cái con mới nhớ lại câu chuyện ở Mây Từ đó, mỗi lần có ai vô trong Mây Từ, sư nhớ ở Mây Từ có cái tượng Phật Bà Quan Âm đằng trước á, cái người ta đảnh lễ người ta lại xá ba xá, thì lúc đó cái tâm con nó khởi lên, nó nói mê tín dị đoan, cầu xin đó. Dạ. Hư internet sư không nghe được gì đâu. Bây giờ sư nghe chưa sư? Nghe hơi sơ sơ thôi. Bây giờ cô quanh nó lại qua thử sao. Con muốn nói là cái chuyện mà mình đảnh lễ Phật Bà Quan Âm á, hồi lúc trước á, khi ở Mây Từ mà con thấy ai vô ở trong Mây Từ có để tượng Phật Bà Quan Âm á, là con khởi cái ý lên là mê tín dị đoan, là cầu sinh đó, là tà kiến, là đi ngược là luật nhân quả đó, con khởi cái ý lên vậy đó. Mỗi lần thấy ai mà xá ba xá là vậy. Nhưng mà cái bữa mà sư dạy cho con đó thì nó phá vỡ được cái thành kiến đó của con. Thiệt là con tri ân sư đó, để con không có mang cái tà kiến đó. Là sư nói lãnh lễ Phật Bà Quan Âm đó không phải vậy. Thì mới nghe ngang chữ tri ân rồi, còn phía trước sư cũng nghe nói cái gì Trần á. Cô nói cái gì mà cô tri ân sư, sư trước sư cũng nghe nói lại đây, nói lại. Cái máy nó rung quá nghe không được gì hết. Khi nói là cô nói là cô mọi người nói về vấn đề mà gì đây mà Phật Bà Quan Âm ở tại tại Mây Từ phải vậy không? Dạ phải. Rồi con à, rồi cái con nói mỗi lần con thấy người ta vô mà xá Phật Bà ba xá thì cái lúc đó cái tâm con nó khởi lên như vậy đó, là tà kiến, là mê tín dị đoan, là cầu sinh, là đi ngược là luật nhân quả mà không có biết. Con khởi cái ý vậy. Nhưng mà từ cái bữa mà sư giảng dạy cho con á, mới đây á, là một cái vị như vậy đó, là mình lại á, là mình lại với cái tâm là từ bi, cái người có từ bi và có lòng hy sinh cứu vớt bao nhiêu chúng sanh, chứ không phải là lại với cái tâm như vậy. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có phán xét bên ngoài hình thức như vậy. Thành ra con mới nghĩ lại, nhờ sư nói vậy mình mới phá vỡ được thành kiến đó của mình, là mình có cái tà kiến như vậy. Mỗi lần mình thấy người ta xá tượng Phật Bà thì mình khởi cái ý lên như vậy đó. Thành ra con xóa được cái đó của con, rồi con tri ân sư chỗ đó. Sư nghe được không sư? À, nghe được, nhưng mà sư muốn sửa lại cho cô là như thế này này. Cái ý mà cô ngài thằng sư nói đó, khi mà ví dụ chẳng hạn bây giờ mình gặp một cái tượng Phật Quan Thế Âm, tất cả mọi người đều lại trên, mình cũng cúi xuống mình lại. Nhưng mà mình lại với cái tâm tư rằng đây là cái biểu tượng của tâm tư này. Mình không biết bà có thật sự bà cứu độ được chúng sanh không, mình không thành vấn đề. Nhưng mà người ta nói rằng là bà đã có rất là nhiều dịp bà can thiệp để bà giúp đỡ rất nhiều chúng sanh từ những cái cảnh mà khó khăn được. Thì mình kính cái đức của bà đó, hiểu không? Mình lại cái đức của bà đó. Chứ không, mình đừng có thấy cái Quán Thế Âm tới, mình lại Quán Thế Âm để mình xin ngài ban phước cho mình. Cái đó là gọi là tà kiến. Cái đó là nói về mình thôi. Còn cái người ta mình không có biết nói cái gì. Người ta lại người ta xin cái gì không biết được, thấy không? Nhưng mà cái trường hợp này sư nói rằng đôi khi có nhiều vị, ví dụ như Phật Chư Tăng trong Phật Giáo Nguyên Thủy, sư thấy có một vị trưởng lão, ngài đi tới cái nhà nào mà có tu thờ gì đây Phật A Di Đà, ngài không lại, ngài không có lại, ngài nói tượng A Di Đà ngài không có lại. Vì vậy ngài luôn luôn đem xem cái tượng nhỏ thực thích ca.
Rồi á, khi mà tới mà thấy cái tượng A Di Đà mình để Phật Thích Ca thì ngài lấy cái tượng nhỏ chứ ngài dạy cái tượng lớn. Hiểu sự nói không? Thì ông thiền sư mình lại trong tâm mình chứ không phải lại cái tượng. Cái tượng là cái sự biểu diễn bên ngoài mà thôi. Do đó khi mà mình sẽ lại Phật A Di Đà, mà nếu mà nói rằng Phật A Di Đà là cái người mà có một cái tâm rất là rộng rãi, ngài là người có đặt ra cái pháp môn là dạy rằng là quán gì đây, cái tâm là phải để tụng niệm, mà cái tâm là phải bất động. Đây là một cái phương pháp thực tập mình, nó giúp cho mình có thể là giữ được cái tâm mình yên ổn. Thì mình lại cái đức tin đó, mình lại cái sự mình kính trọng cái đức của ngài đó, cái phương pháp tu tập của ngài đó. Vì vậy khi mà mình đã biết rằng cái tất cả cái lại nó đến từ tâm của mình đó, mình muốn lại ai mình lại, mà mình giữ cái tâm mình thôi, lấy cục đá mình lại cũng được đó. Thì quý vị thấy không, đây là những cái mà tôi chỉ cho mình để mà gọi là cái bằng phá chấp á, một cách kêu bằng là tư duy thôi, chứ chưa có thật sự là có trí tuệ. Mình phá chấp á, mình thường thường là mình chấp vào hình tướng bên ngoài ghê lắm. Mình không làm cái này, tôi là Phật giáo Thủy, tôi không làm cái này, các ông bà bắt ông làm cái này là cái này mê tín dị đoan, cái đó là trường họ làm mình không nói, phải vậy không? Nhưng mà trong trường hợp mình cần lại, mình vẫn lại như thường, nhưng mình lại với cái tâm tư của mình suy nghĩ rằng đây là một cái vị, chắc có lẽ một cái A-la-hán này, một vị giác ngộ này. Mình không cần biết cái lý gì đây, lịch sử của ngài như thế nào, bởi vì nói cho Phật A-di-đà trong giáo lý Môn Thủy không có nói, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ngài đã chỉ ra một cái phương pháp á, mà là kêu bằng là gì đây, niệm Phật mà tâm bất loạn á, đây là một cái phương pháp môn rất là hay này. Thì mình lại làm lại cái đức đó đó. Hiểu sư nói không? Dạ hiểu. Tức là mình take care do sao? Chứ đừng có lo tới người khác. Dạ. Thì cái đó là con muốn nói đó. Cái đó là con muốn nói đó sư, phá được cái thành kiến, cái chấp của con á, là thấy là người phê bình liền, phê bình chỉ trích ở trong cái tâm nó khởi cái ý ra liền. Như vậy đó, thành ra khi mà sư giảng nghĩa ra vậy cái con mới òa ra, con mới hiểu ra ồ là mình sai chứ không phải là ở ngoài sai, mình sai trước. Mà họ sai họ đúng cái chuyện của họ, mình cũng làm mình cũng sửa họ được. Dạ đúng, đúng rồi. Yeah. Mình sai họ... nè. Ví dụ như bây giờ đó họ đi về sẽ thấy đi về Việt Nam á, họ đi lên họ đi cái ngày vía cùng cái bà nào đó ở dưới Tây Ninh, họ đi rần đó. Họ đi xuống đó họ cúng. Thì ví dụ như mà nếu mà mình sẽ không bao giờ đi tới đó, chi mình đâu có xin sổ gì đâu mà đi tới. Mà trong trường hợp mà mình tới đó thì mình cũng cúi đầu, mình cũng chắp tay vậy, chắc có lẽ là bà này mà có cái công đức gì đó với cái dân làng đó, thì mình kính là mình kính công đức đó thôi, vậy thôi. Vì vậy muốn lại ai thì lại, mà lại với cái tâm gì, cái đó cái quan trọng. Tại vì ông kia đó, ông ngồi thiền xong đó, ông mới là dòm tượng ngài Hòa Thượng Sư U Minh đó, ông nói là nào Sư U Minh, mình lại ai đấy, chẳng lẽ mình là cục đồng à, cái tượng bằng đồng à, chẳng lẽ mình là cái cục đồng à, mà cục đồng đâu có, mà ngài Sư U Minh đâu còn sống đâu nữa đâu, mà cái này là chỉ biểu tượng cho ngài Sư U Minh thôi, vậy thì mình cuối cùng lại cục đồng à. Ông thiền sư nói rằng sư khi mà sư lại tất cả mọi người đều lại hết trơn, sư cũng lại nữa, mà khi mà sư lại nói đây là một cái vị mà có ân đức rất là nhiều, để tạo nên một cái thiền viện này, để tạo nên một cái phong cách tu tập rất là đàng hoàng tử tế, và mình cảm nhận cái chuyện này, và mình tới đây mình lại cái đức là cái đức của ngài đó, hiểu không? Yeah. Không lại cái tượng đồng, cũng giống như bây giờ đó, mình thấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ông thân bà thân cô mất rồi, cha mẹ cô chết rồi, thấy không, cô để cái tượng của hai ông bà ở trên cái bàn của đó, cô lại người ta nói ủa cái này là người cư sĩ mà lại cái gì, người ông sư mình cũng lại Phật, mình cũng lại mất mới gì, mình lại lấy cha lại mẹ, đây là lại cái niềm tri ân của mình đối với cái sự yêu thương của ông bà đã dành cho mình, để cho mình. Đây vật là những cái nhân vật mà cái bằng hữu ân, mà có ơn với mình đấy, mình lại. Yeah. Thì ra khi mình lại ai, mình phải hiểu rằng mình đang lại cái gì, mình lại cái đức đó. Đức của cái đó, chứ còn cái tượng với cái hình bán là không có thành vấn đề, nó chỉ là cái giá mà thôi. Thường thường là vì mình chấp vào những cái này mà đôi khi mình khổ. Mình làm thì làm, nhưng mình làm với cái tâm gì, mình suy nghĩ như thế nào, cái đó là một dạng là trung trí tuệ. Dạ con cảm ơn sư. Một Phật hiểu phải gì nữa.
Sư ơi, cho con hỏi về thực hành được không sư? Sư, lúc con ngồi thiền đó sư, cái tự nhiên cái cảm giác giống như là nhiều đối tượng nó tới cùng một lúc luôn, nó giống như là nó tới liên tục luôn á sư. Thì lúc đó con nên làm gì sư? Thì cái lúc mà con làm á là con quan sát, thay vì con thấy đối tượng nó tới nhiều quá con không biết nên nên quan sát cái gì, cho nên cuối cùng là con quan sát lại cái muốn bắt nhiều đối tượng của mình, và sau đó quay trở lại với hơi thở để cho nó dịu xuống bớt. Thì vậy có đúng không sư? Thì cũng được, nếu mà quan sát được cái tâm ham muốn mình muốn bắt được nhiều đối tượng, cái đó là quá giỏi. Còn không nữa thì cái nào nó rõ nhất mình bắt thôi, mình muốn hết bắt sao được được. Ví dụ mình thấy mình ngồi tâm mình ngồi mình suy nghĩ đủ thứ, nhảy từ suy nghĩ này qua, cứ một lần mình nhảy suy nghĩ mình nói suy nghĩ. Có một Phật tử đó gọi sư hỏi vậy đó: con thấy tâm con nó suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện ăn chuyện uống, chuyện bên ngoài trong sở ngoài việc làm, chuyện mấy đứa con, rồi cái nọ. Cái đó là thuộc về nội dung của câu chuyện. Bây giờ mình chỉ biết tâm sự đang suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Mà nếu mà mình đừng có chạy theo nó, mình trở lại hơi thở của mình, cách tập thì khỏe nhất. Đối tượng luôn luôn rất là nhiều, tác động chẳng hạn, mình cũng có thể nào bắt hết được. Tác động là rõ nhất mình bắt. Còn mà nếu mình bắt không được, mình chỉ biết mình tâm đang nghĩ tới tác động, coi vậy thôi. Doesn't matter what tác động. Trong đó có tâm chánh niệm nè. Đôi khi ví dụ như anh chị em ngồi thiền, sư cá nhân của sư ngồi thiền, đôi khi sư ngồi thiền sư thấy cái tâm nó nhảy vô nhảy ra ngoài, sư thấy nó ở trong phòng xẹp nó nhảy đi chỗ khác, nó ở phòng xẹp nhảy đi chỗ khác, mà đi tới lui rất là nhanh. Sư gặp thiền sư, sư hỏi, sư nói: tôi không happy với cái tâm định của tôi, nó không có yên, nó nhảy vô nhảy ra. Ông trả lời, ông nói: nãy vô nhảy ra là sư thấy cái tâm của sư nó vừa phòng xẹp mà vừa suy nghĩ, vừa phòng xẹp còn suy nghĩ, phải không? Nó đúng như vậy đó, nó không thể nào nó ở trong phòng xẹp. Ông nói vậy là đúng như đủ rồi, sư đoàn cái gì nữa? Định tâm có thể không có, nhưng mà cái chánh niệm có này, sư thấy rất rõ mà. Đang nhảy vô nhảy ra. Vì vậy cái phương pháp mà mình thực tập là mình biết cái gì nó đang xảy ra là được rồi. Đây là chẳng hạn, ví dụ như bây giờ yên như thấy này, rất nhiều đối tượng nó khởi sanh, ta thấy yên như thấy tâm của yên như nó bắt, muốn bắt nhiều đối tượng, và khi mà nó bắt không được thì nó nói thôi, nó suy nghĩ ô thôi không được thì thôi mình bây giờ mình trở lại thở đi. Tất cả những cái đó đều là chánh niệm hết. Hiểu sư nói không? Dạ con hiểu rồi sư. Mình hãy là cái gì nó tới mình biết được, mình cứ việc ghi nhận thôi. Mà mình thấy mình ghi nhận một lát mình có thể trở lại hơi thở của mình. Nhưng mà mình thấy trời ơi, khi mà mình tâm của mình yên, đối tượng ghê lắm, rất là nhiều, mình cũng bắt được hết, khó lắm. Cái gì rõ nhất mình biết được rồi, mình biết để mình make sure rằng hiện tại cái tâm của mình đang có chánh niệm. Không cần biết cái chánh niệm cái gì mà đang có chánh niệm, bây giờ thôi đủ. Thường thường mình ngồi thiền mình yêu tâm mình yên vậy thôi. Nó làm cái gì mình làm sao mà cái làm tâm mình chấn động mình không thích. Mình thích tâm mình yên lắm. Thì mình nhớ là phương pháp này, phương pháp dạy mình về tu tập về chánh niệm. Tâm mình có chánh niệm về một cái gì, bất cứ cái gì, cái xấu, cái tốt gì trong xảy ra trong thân, trong tâm của mình, đều tốt hết, không sao cả. Cái đó là chánh niệm. Dạ, cảm ơn sư. Cái câu nãy cô quanh cô hỏi là cái đó, cái đề của nó là lạy ai. Bây giờ đây có một cái bài pháp, sư không biết là ngắn hay dài, có cái đề tài là nhớ ai. Con nghe một vị thiền sinh tình pháp nói là trong khi sinh hoạt ở trong chùa hay đi bát, tức là đây nó một vị sư đó quý vị, ông sư này ông ở ngoài Hà Nội vô. Mà ông trước khi ông đi xuất gia, ông có lập gia đình rồi, ông có một đứa con. Vị sư này nói rằng trong khi đi bát hoặc đi sinh hoạt trong chùa, thấy trẻ em đến với con của, thấy những đứa nhỏ thì nhớ tới con của mình. Thưa sư, tôi muốn hỏi sư là thiền sư đó, sư có nhớ cái đứa con trai của ông không?
Tôi nghe ông sư kia, ông Tịnh Pháp, ông nói rằng là ông có một đứa con trước khi ông đi tu. Bây giờ ông để đứa con nó ở Hà Nội, không biết ở đâu đó với vợ của ông, đi xuất gia. Bây giờ ông đi vô trong chùa, ông thấy đám con nít đó, nó đi chơi, nó cười đùa, nó phá giỡn nhau với nhau. Ông nhớ tới, thấy mấy đứa nhỏ đó, hoặc là đi bác trong làng, thấy mấy đứa nhỏ đó. Ông mới nhớ tới, ông nhớ tới con của ông, thì ông hỏi ông thầy, thiền sư, còn con của ông sao, có bao giờ ông nhớ ra không? Phải nói thật với sư, rất ít. Rất ít khi tôi nghĩ hay nhớ tới về cái đứa con của tôi. Quý vị nghe tôi nói chắc là quý vị thấy tôi là một người cha xấu phải không? Khi để nó ra, tôi thật sự không có tình cảm dính mắc như những người cha khác. Tôi chỉ thấy con tôi như ba vàng thú sanh. Nó đến trong gia đình tôi do những duyên nghiệp của nó và chính nó đã tạo ra quá khứ. Tôi không có quyền hành gì trên. Ông nói khi mà tôi mà vợ tôi sinh đó, là tôi đứng ở ngoài hành lang tôi chờ. Y tá không cho vô, đứng ngoài hành lang tôi chờ. Chờ xong rồi ra thì cái cô mụ á, sau khi mà vợ tôi sinh xong rồi, thì tại vì người ta báo tôi biết là vợ tôi á, sinh khó, phải mổ. Cũng tại vì như là cái cô đó cũng lớn tuổi rồi. Phải mổ, mà khi mà mổ xong rồi thì cái cô mà y tá cũng bồng cái đứa nhỏ ra để cho ông thiền sư ông biết. Này, đó, con của ông đây mới sinh ra đó, vợ ông bây giờ nằm nghỉ ở trong đó, còn thuốc mê chưa có tỉnh. Thì ông thiền sư ông nói cái cô đó là cô bồng thằng nhỏ tới là cô đưa cho tôi bồng. Ý cô nói như vậy thì tôi cũng bồng, nhưng mà khi tôi nhìn mặt nó, tôi không có cái sự mà thiết tha yêu thương giúp một người cha mà đối với con. Tôi chỉ thấy tâm tôi suy nghĩ rằng nó cũng chỉ là một cái chúng sanh, nó tới với mình do nhân duyên nghiệp lực của nó. Tâm tôi mới suy nghĩ như vậy. Tôi cũng biết tại sao, nó cái này nó mạnh hơn tôi mà. Nó cũng chỉ là một chúng sanh, nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó, và nó đến trong gia đình của tôi do những nghiệp mà nó chính đó nó tạo trong quá khứ thôi, cho tôi cũng chẳng được làm được cái gì hết trơn. Nhân duyên của nó đối với tôi có lẽ là giữa tôi với nó hồi trước cũng là cha mẹ bà con thân bà phương thuộc với nhau như thế nào, đó là cái do nhân duyên đó. Rồi bây giờ cái nghiệp của nó đưa nó tới gần tôi, có lẽ là nó là đã làm bố thí cúng dường trong kiếp trước cho nó được sinh vào trong gia đình giàu có, gia đình của tôi. Rồi cha mẹ ông bà đều biết tu hành Phật pháp trơn, chắc có lẽ là cái quá trình của nó cũng có tu tập, vì vậy nghiệp lực đưa nó tới, và cái nhân duyên của nó với vợ chồng của chúng tôi do nó trở thành con của chúng tôi. Không phải cá nhân con tôi, mà nói chung tôi ít có nhớ ai lắm. Một đôi khi tôi có nhớ tới vị thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh. Có hai lý do khiến tôi không nhớ bất cứ một ai cả. Thứ nhất, tôi luôn luôn có thói quen sống trong hiện tại, tâm rất yên ổn vắng lặng, cho nên không có chuyện gì xảy ra, tức là không bị tình cảm, bị xúc động chen lấn vào tâm làm cho tâm tôi khó chịu, mặc dù tôi chỉ là người cư sĩ thôi. Và nhớ là khi mà ông, trước khi mà ông lấy vợ là ông đã tập rồi, tập ghê lắm, 3 năm trời lặng lẽ tôi tập. Vì vậy cái sức tu tập của ông mà trước khi mà ông lấy vợ ông đã có một sự tu tập rồi. Ông nói là tôi luôn luôn có thói quen sống trong hiện tại, tâm tôi rất yên ổn vắng lặng, cho nên không có chuyện gì xảy ra, tức là không có bị tình cảm, nhưng bị xúc động, những cái chuyện gì mà cảm xúc đó, nó chen lấn vào tâm tôi làm cho tâm tôi bức xúc, tâm tôi khó chịu. Thông thường các bạn biết không, thông thường những cái tâm mà suy nghĩ vẩn vơ đó là làm cho xúc động khởi sanh. Tôi ít suy nghĩ vẩn vơ lắm. Thứ hai, tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ suy nghĩ không cần thiết. Cần thì tôi nghĩ tới, mà không cần thiết tôi để qua một bên. Khi tâm suy nghĩ chuyện vô ích, tôi chỉ quan sát nó, lập tức nó yên ngay. Giống như mình nhìn một đứa nhỏ, như âm thầm răn đe, đừng nghe, phá là ăn đòn đấy. Thông thường tâm tôi suy nghĩ về cách làm sao, cách thức nào để giúp các bạn thiền sinh tu tập gặp khó khăn trong vấn đề thực tập. Tức là cái tâm của tôi hướng về cái vấn đề tu tập, hướng về cái vấn đề mà kêu bằng là hướng dẫn giúp đỡ dạy dỗ cách thế nào để mà cho những cái người ta có cái cơ hội ta tới đây tu tập, mình có thể giúp họ được. Còn trong trường hợp mà ví dụ như có những cái hành giả mà tới đây mà tu tập, ông có nhớ ai không? Ông nói rằng trong cuộc đời của ông ít nhớ tới ai lắm. Vì thì có những cái người mà họ tới đây họ tu tập, bởi vì đó ông nói rằng là có những cái người mà tu tập đó, họ có những cái phương pháp họ thực tập, họ cái sự thực tập của họ rất là đặc biệt. Thì đây là những cái người mà tôi nhớ này. Ông nói có, tôi nhớ những người đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ gặp những cái khó khăn rất là nhiều trong vấn đề tu tập, vì vậy họ tới họ gặp tôi rất là nhiều.
và tôi với họ mình nói qua nói lại mình giúp đỡ họ, vì giúp đỡ và tới luôn như vậy thân tình hoài, và tôi thấy cái sự tu tập của họ có tiến bộ. Đây là những người đẹp tôi nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì chính những cái kinh nghiệm họ trợ giúp cho cái vấn đề tu tập của tôi. Tôi mới hiểu ra rằng là đó, nếu như một cái câu chuyện mà xảy ra như vậy, cái tâm mình nó đi cách đó nhưng mà tâm của người khác đi cách khác, chứ không phải là một đường đi, bởi cái tâm nó khác nhau mà. Và đây là những cái người mà tôi nhớ. Mà xin chấm dứt cái bài gọi là nhớ ai, quý vị. Con muốn hỏi là khi mà đẻ ra đứa con đó, là ngài đã đắp y chưa sư, hay là ngài còn là cư sĩ? Nhưng mà còn cư sĩ đã tu tập nhiều năm rồi, chứ không phải là ông lấy vợ mà ông bỏ tập tu tập đâu. Tôi tu tập những 4-5 năm trước khi mà tôi lấy vợ, và khi tôi tiếp tục lấy vợ nữa tôi tiếp tục tu tập nữa. Do đó anh tôi hỏi tôi một cái câu á, mày là cái người tu mà mày muốn lấy vợ làm cái gì, tại sao mày đi lấy vợ, mày tu hành mày gì đấy, mày yên tĩnh mày tâm mình bắt mặn mà tại sao mình đi lấy vợ chứ? Tại vì tôi không kinh nghiệm về vấn đề gia đình, tôi nghĩ rằng là tôi cũng không biết tôi có xuất gia được không, thì bây giờ tôi sẽ làm với tất cả mọi người thôi, tôi cũng đi lấy vợ. Nhưng mà khi mà tôi bước vào trong cái cuộc sống mà vợ chồng là tôi biết cái sự phức tạp của nó, phức tạp của nó là cái tâm tham và tâm dính mắc quá nhiều. Và lúc đó thì quá trễ rồi để trở lưu nữa. Đấy, vậy thôi. Lúc đó là bây giờ ông nói bây giờ tụi mình phát triển cái tâm xã, mình phải chấp nhận và mình làm được cái gì mình làm trong cái khả năng của mình. Và nếu mà nhân duyên mà tới thì mình phải đi xuất gia, và ông đi xuất gia lại thì đúng như vậy. Dạ, cảm ơn. Thành ra mà anh chị em thấy cái đời sống xuất gia nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Để tùy theo nhân duyên, tùy theo nghiệp lực của mỗi người. Và đôi khi mình bước vào trong đó rồi mà mình gặp cái chuyện khó khăn rồi mình không có biết làm sao mà mình xử lý, tốt nhất mình đi ra đi. Mà đó là cái ý của sư thôi, chứ không phải ý của những người khác. Còn mình ở trong đó mình lấn cấn tu cũng tu mà đời cũng đời, đạo cũng đạo, khổ lắm. Đối với sự thấy mệt lắm. Nhưng mà điều đó có nghĩa là cái sự tu hành của sư nó suôn sẻ không, chứ cũng chưa chắc nữa, mình không biết cái gì. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình handle không nổi, mình lo không nổi cho cá nhân của mình để tiếp tục cái cuộc sống tu nữa, thì mình đi ra thôi, có sao đâu. Đức Phật cho phép mà. Và cái câu mà sư rất thích là ông thầy sư nói rằng tôi không hứa với quý vị tôi tu suốt đời, tôi không biết, tôi không dám nói gì hết. Cái này là ngoài cái khả năng của tôi phải nói cho quý vị. Tôi chỉ biết rằng là bây giờ tôi sống trong hiện tại này. Giờ tôi có được có y áo, tôi có được cái phẩm hạnh của một nhà sư, tôi tiếp tục tu tập. Tập hôm nay thì ngày mai nó sẽ bồi bổ cái phước của tôi để tôi tiếp tục tu tập đến ngày mốt. Ngày mốt tu nữa thì ngày kia nữa, cứ từng ngày đi qua vậy. Day by day mình sống thôi. Được không quý vị? Sư, nhưng mà sao thiền sư đi bỏ con đi tu dễ vậy sư? Ông đi tu vô duyên, ông nói vậy. Ông nói khi mà ông bước vô trong cái đời sống gia đình rồi đó, thì ông thấy rằng là cái tâm dính mắc rất là nhiều. Và nó muốn cái gì cũng cho gia đình của mình hết trơn. Lúc bây giờ ông mới nhận ra là ông nói là chính vì cái tâm của mình dính mắc này. Mình suy nghĩ rằng mình có được một bà vợ thì chắc có lẽ là cái người họ sẽ take care trong mấy vấn đề ăn uống, mình sẽ sống một cách bình thường giống như tất cả mọi người, bảo nó không phải như vậy. Cái đó cũng phải là cái nhu cầu lớn, mà mình nghĩ đó là một nhu cầu lớn. Đó là cái sự lầm lẫn. Và khi mà bước qua đó rồi thì nó lỡ rồi, không biết làm sao. Và phải tiếp tục phải lo thôi. Cuối cùng thì sư nói rằng là nhân viên đưa tới thì sư nói rằng bây giờ đó tôi thấy vợ tôi ăn cùng nằm cùng giường, ăn cùng mâm mà cái tâm nó suy nghĩ khác. Tôi không thể buộc bà xã tôi suy nghĩ như tôi. Cùng là cái bằng gì hả? Đồng sàng mà dị mộng. Dị mộng. Dị mộng khác cái tâm tư nó suy nghĩ khác nhau. Thì ông nói rằng là nếu mà mình tiếp tục như vậy hoặc thì bà nói chuyện của bà, tôi nói chuyện của tôi thôi. Thì mình sống chung chi? Vậy đó ông bắt đầu ông mới có cái khuynh hướng, ông nói đi vô chùa để ông đi theo ngài hòa thượng Sự Minh để ông học
không đi xuất gia đi chơi duyên thôi chứ không có cái nhiều để mà kêu bằng là có được cái đào sâu trong cái pháp hành là gì. Thì ông vua xuất gia giao duyên được có một thời gian thì ngài hậu thượng ngài giao công chuyện cho ông làm đi trình pháp cho hành giả trình pháp đó, thì ông dính vào trong câu chuyện đó rồi nó kéo đi luôn. Sau này khi gia đình ông thấy là họ thường tin tưởng ông giao cho ông, lúc đầu là muốn kéo về ông cho ông tu, vợ ông cũng muốn kéo ông về mà ba ông cũng muốn kéo ông về, nhưng một thời gian mấy người này nhận ra rằng là ông cũng có duyên tu đó, là tại vì ông mới tu một thời gian có còn chưa tới một năm nữa, ông giao duyên đó giao duyên 6 tháng rồi ông xin phép ông giao duyên trong 6 tháng nữa, thì cái giai đoạn thứ hai 6 tháng thứ hai thì là hòa thượng bắt đầu giao công chuyện. Và ông thấy thì mình làm câu chuyện nó cũng giúp đỡ rất là nhiều người, rồi mình cũng có dịp để mình học hỏi, như là mình deal với cái phiền não của mình. Gặp Phật tử thì ông nói tôi ít gặp vấn đề với Phật tử, mà tôi gặp vấn đề rất nhiều với chư tăng, tại vì tôi là cái người nhỏ hạ mà họ thượng giao cái công chuyện là tương đương của một cái vai trò của một ông thiền sư, mà vì vậy các vị mà lớn mà tới mà gặp họ thượng để mà học hoặc đạo là họ thượng chỉ xuống kêu xuống trình pháp với tôi, cái khó cái cả ở chỗ đó, giao cho mình một cái việc quá lớn. Nhưng mà ông nói thôi tôi cũng phải sống trong hiện tại, và một điều khác nữa là hòa thượng đó hòa thượng sẵn sàng đứng sau lưng của tôi và hòa thượng backup hỗ trợ cho tôi, thì nếu mà có chi thì cứ mời họ lại gặp nói chuyện với hòa thượng thôi. Thôi được, mời quý vị hồi hướng công đức đi quý vị ơi. Dạ, mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đồng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tịnh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi trong ngày vị lai. Xa thú lành thai. Con cảm ơn sư, con chào sư. Được. Hẹn quý vị từ Chủ nhật tuần sau ha. Làm như là phút chót, làm như đó cái mạng nó nghe không được rõ phải không? Phút chót quý vị nghe sư rõ không? Dạ nghe rõ sư. Nghe rõ hả? À, thế vậy thì tốt quá. Tại vì khi mà đọc kinh, nãy đọc kinh có khi nó đứt thì không. Trời đây này mưa là nó vậy, không biết làm sao. Thôi kệ nó. Cũng xong được một thời cũng mừng ha. Ngày thứ bảy tuần sau đó, sư nhận được tin tức bên Việt Nam, sư sẽ thông báo cho quý vị liên quan tới vấn đề mà mình bố thí cúng dường là phước bên nước biển. Họ có mới báo cho sư biết rồi. Cái ngày làm phước bắt đầu là ngày 11 tháng 7, là bây giờ bên Việt Nam rồi. Chắc có lẽ là sáng sớm rồi. 7 giờ mấy rồi, đúng không? 7 giờ mấy sáng rồi. Đó. Thì khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ là họ làm lễ trai tăng cho mình ngày 11 tháng 7, cái lễ đầu tiên đó. Sa thú. Tiền của quý vị là quý vị góp của đó là đó, sư cứ gửi từ từ qua. Rồi họ khi nào họ làm phước được thì họ làm phước. Rồi để thứ bảy tới sẽ có đầy đủ thông tin, là sư sẽ báo cho quý vị nghe cái câu chuyện gì ha. Dạ quý vị nha, hẹn quý vị lại tuần sau ha. Dạ, bye sư. Bye.